chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi gấp máy bay giấy. Ai bay xa nhất sẽ được thưởng một chuyến đi tới Singapore. Lizzie quyết tâm thắng cuộc thi này. Đi Singapore là ước mơ của Lizzie. Bay ngắn quá, phải làm lại. Không bay xa hơn nữa. Làm lại thôi. Một chiếc máy bay đến từ vũ trụ. Con xin vũ trụ một món quà để con sang được Singapore. Máy bay của mình. Giống chữ gì đấy. Không thể để người khác cướp mất giải thưởng đi Singapore của mình được. Vũ trụ biết rồi. Con cứ lên website leoleo.edu.vn mà đặt. Hả? Là bộ chinh phục tiếng Anh mà. Bộ chinh phục tiếng Anh với kiến thức lớp 3, 4, 5 và cái học vui như thế mới trang bị kiến thức cho cậu để mà giao tiếp được ở Singapore chứ. Còn bây giờ là đi Singapore. Thì ra ngay thôi. Em mà súp lơ không điểm. Đấy, đã bảo học cái bộ liêu liêu chinh phục tiếng Anh từ đầu có phải kết quả đã khác rồi không? Mình phải giúp cậu ấy mới được. Mẹ ơi, cho con xin lì xì để làm sao con tiếp tục học tốt nha. Súp lơ, để làm rơi tờ giấy quan trọng này mới được. Trời ơi, mình có rất nhiều rồi cơ mà. Ra, ra đây mà. Sao nó bay trở lại được? Đây là cái gì? Dạ, đây là bài kiểm tra điểm không của súp lơ. Cháu đã gấp thành bút lê lan. Một loại công cụ khi ném đi sẽ quay trở lại đúng vị trí ban đầu đó ạ. Súp lơ! Súp lơ, cậu bắt học cái bộ liêu liêu chinh phục tiếng Anh này đi. Nội dung bám sát 3 lớp tiểu học và sách giáo khoa. Cách học như chơi này đảm bảo nhớ từ nhanh. Này, mình hiểu cái đó. Đó là bài kiểm tra của năm 2023, cách đây hẳn 1 năm rồi mà. Chứ nhà học cái bộ chinh phục tiếng Anh còn đã đạt được 10 của năm 2024 rồi mà mẹ. À thế à? Ồ, thế thì tốt, tốt. Các bạn hãy đọc mua tại website leoleo.edu.vn để học tốt tiếng Anh và dễ dàng xí lì xì nha. Đứng lại. 3, 2, 1. Ốp, vào lớp rồi, cậu đi muộn nhá. Lì xì là một cách giúp các bạn. Đứng lại. Đố cậu dùng một cái bút vẽ được cả hai mặt của tờ giấy này đấy. Không trả lời được thì mình chu điểm. Vẽ cách thông thường thì rất khó. Chỉ cần cắt một mảnh giấy, cuộn trở lại theo cách này, dán hai đầu lại, rồi đặt bút vẽ một đường từ đầu đến cuối. Thành công. Hả? Thế cách cậu cắt dán mà không đứt nát. Ok. Cắt một đường từ đầu đến cuối nè. Nó không thành hai vòng tròn riêng biệt mà thành một vòng tròn lớn. Ảo chưa? Wow, giải Mobius thật kỳ diệu. Giải băng sáng gì chứ? Dùng vòng tròn đi. Hãy cậu tạo ra hình vuông từ vòng tròn này. Nếu được thì cậu phải nhường vị trí sao đỏ cho tớ. Ok. Nhưng mà hình tròn sao có thể trở thành hình vuông, cũng như Lizzie sao có thể trở thành sao đỏ được. Chỉ cần dính hai hình tròn này lại và cắt vòng màu xanh rồi cắt tiếp đoạn ở giữa này. Tên tên thành hình vuông rồi. Có ghi sao đỏ Lizzie nè. Cậu đợi đấy. Vậy thì từ nay Lizzie sẽ trở thành sao. Mại du, mua vé 50.000 để vào thiên đường hoa quả. Chỉ cần đoán đúng số hạt của một loại quả sẽ được nhận 5 ký dấu siêu to khổng lồ. Còn nếu không được, không sao cả, các bạn sẽ nhận được một quả mang về. Năm năm cũng có lợi. Mại du, ui, chỉ 50.000 mà được 5 ký dấu. Cho con mua. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19. Vì không ai đoán đúng được cả nên mỗi bạn một quả mang về nhé. Mua thêm một lượt chơi nữa đi, sắp thắng rồi. Đúng là chiêu trò bán hàng Lizzie sẽ vạch chân. Nếu chỉ đếm theo cách thông thường chắc chắn sẽ không kịp trong vòng 5 phút. Đầu tiên cứ lấy hạt ra trước, thanh long, lựu, dưa hấu. Sau đó đem cân cả nhóm được 90g. Cân mỗi hạt được 0.4g. Số hạt lựu sẽ bằng 90 chia cho 0.4 bằng 225 hạt. Tương tự cách tính ta có thanh long 1024 hạt, dưa hấu 113 hạt. Vậy thanh long nhiều hạt nhất. Hơn nữa bán không chúng sẽ được tặng một quả. Thực chất là trả 50.000 để mua quả chuối này. Đây là mức giá quá đắt so với thị trường. Vậy nên mọi người hãy sáng suốt khi đi mua hàng. Lizzie, 50.000 mà để trên bàn đó. Lần đầu tiên trái thanh long có trên đảo hoa. Thanh long là ai? Ai dám lên đảo ngoài ta? Hả? Đây là điểm báo của tổ tiên. Cứ cái đống hạt kia để làm gì đó? Nên là tổ tiên hay trồng chúng đi. Biết đâu ra quả quý. Có lý. Vỏ giống vảy rồng, lại còn màu xanh. Hóa ra đây là thanh long. Đó quả gì mà lắm hạt thế, bị lừa ta? Ta không ăn. Hạt thanh long rất tốt, có chứa omega 3, omega 6, giảm